Kính chào quý vị khán giả, sau đây mời quý vị cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 8 2023 sẽ gồm các nội dung chính sau đây. Phiên họp thứ 25 Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm nay chất vấn lĩnh vực tư pháp và nông nghiệp. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đối thoại với nhà giáo cả nước. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đôn đốc công tác triển khai các dự án trọng điểm. Phần tin thế giới. Ba Lan duyệt binh lớn nhất kể từ thời chiến tranh lạnh, thể hiện sức mạnh quân sự trước thềm cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 10 tới. Ấn Độ kỷ niệm 77 năm ngày độc lập với bài phát biểu của Thủ tướng Narendra Modi đề cao hòa bình, dân chủ và cải cách. Thưa quý vị, như đã thông tin sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Phiên chất vấn được tổ chức tại nhà Quốc hội và kết nối truyền hình trực tuyến với 62 đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Minh Cường chủ trì, cùng dự có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Đặng Xuân Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lưu Thị Hà, các đại biểu Quốc hội, đơn vị tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các vị đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề, tranh luận thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng. Các bộ trưởng nêu cao tinh thần trách nhiệm, trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi, bảo đảm vừa khắc phục kịp thời, hiệu quả các yếu kém, hạn chế trước mắt, vừa tạo được chuyển biến thực chất, căn cơ và lâu dài đối với từng nội dung chất vấn. Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, các đại biểu cho rằng nhiều năm qua, nguồn nhân lực cho việc xây dựng, hoàn thiện thể chế chưa có sự đột phá, nhất là pháp chế. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp có giải pháp tổng thể mang tính đột phá gì cho vấn đề này. Tình trạng thông tư của các bộ ngành chồng chéo, nhiều nội dung văn bản pháp luật chưa đồng bộ, mâu thuẫn lẫn nhau, gây khó khăn trong các tổ chức thực hiện. Giải pháp nào để nâng cao chất lượng ban hành các văn bản pháp luật? Quan điểm của Bộ trưởng trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp, phân quyền, v.v. Thì theo tôi bây giờ là nếu như mà một cái văn bản riêng về phân cấp nữa thì tôi sợ là khó có thể lọc để sàng lọc được những cái điểm, những cái nội dung đã được quy định trong các cái văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Mà cái cơ bản nhất là chúng ta cố gắng làm sao để thể chế hóa tốt hơn các cái quy định của hiến pháp, rồi chiếu từ cái phân cấp cấp, tức là phân cấp trong cái luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương, thì như vậy trong quá trình sửa đổi bổ sung các cái luật về chuyên ngành và đặc biệt là về thẩm quyền của từng các cái chức danh của từng các cái cấp, thì theo tôi cái cách như vậy hiện bây giờ thì có thể là nó là cái giải pháp đúng hơn và khả thi hơn trong cái giai đoạn hiện nay. Đại biểu Quốc hội cũng nêu thực tế việc chấp hành nguyên tắc xây dựng pháp luật theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật vẫn chưa nghiêm và đề nghị trong thời gian tới, Bộ trưởng cần có giải pháp cụ thể hơn để khi trình các dự án luật phải kèm theo các dự thảo hướng dẫn. Bên cạnh đó là tình trạng bất cập của một bộ phận đấu giá viên còn hạn chế nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật, vẫn còn nể nang trong hoạt động đấu giá tài sản. Về vấn đề này, Bộ trưởng Tư pháp thừa nhận kỹ năng, năng lực hành nghề của đấu giá viên thời gian qua còn hạn chế, dẫn đến có vi phạm như thông đồng, dìm giá, quân xanh, quân đỏ. Thì trong cái pháp luật về đấu giá, cái thứ nhất là chúng tôi quy định chặt chẽ hơn về quy trình, cách thức, rồi cái quy chế như thế nào đấy để đỡ có cái, để nó giảm bớt đi cái tình trạng thông đồng, dìm giá. Cái thứ hai là tăng cường các biện hóa, các cái biện pháp để chuyên nghiệp hóa đấu giá viên. Cái này là đúng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng và các cái văn bản của Đảng. Trước đây thì một số các cái ngành nghề, tôi nói ví dụ như khi mà chuyển ngang sang làm đấu giá viên thì được miễn hoặc là giảm cái thời gian đào tạo hoặc thời gian bồi dưỡng, bây giờ không. Tất cả đã khi đi vào hành nghề một cái nghề đặc thù như này thì cần phải được đào tạo và nắm được cái kỹ năng hành nghề. Tại phiên chất vấn sáng nay, lãnh đạo các bộ ngành trung ương cũng đã làm rõ nhiều vấn đề đại biểu chất vấn liên quan đến nguồn nhân lực trong lĩnh vực tư pháp, đặc biệt đội ngũ pháp chế viên và giám định viên, tình trạng cán bộ né tránh trách nhiệm, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm, v.v. Sáng nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến về việc bổ sung sửa đổi quy định số 04 ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai, các đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Hội nghị đánh giá qua hơn 5 năm thực hiện quy định 04 đã đảm bảo được quan điểm, mục tiêu tinh gọn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả bộ máy trong hệ thống chính trị tại các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quy định 04 còn một số hạn chế, bất cập, một số nội dung của quy định không còn phù hợp với thực tiễn, cần phải sửa đổi, bổ sung. Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định số 04 về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy. Trong đó nhiều ý kiến đóng góp về tổ chức bộ máy, số lượng nhân sự cấp phó, số lượng cán bộ chuyên môn, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy. Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã gặp gỡ, trao đổi với các nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên các trường mầm non, phổ thông trên toàn quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 63 tỉnh thành trong cả nước. Tại điểm cầu Đồng Nai, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo và Phòng Giáo dục Đào tạo các địa phương đã về dự. Theo thống kê từ Bộ Giáo dục Đào tạo, có khoảng 6.500 ý kiến từ các thầy cô giáo gửi đến Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn. Tại buổi gặp gỡ, trao đổi sáng nay, rất nhiều ý kiến tiếp tục được nêu lên, trong đó tập trung nhiều nhất là những bất cập đối với giáo viên mầm non hiện nay. Theo các giáo viên, mức ưu đãi 35% theo nghề như hiện nay rất thấp so với công sức các cô bỏ ra. Trong khi đó, lương giáo viên mầm non lại được xếp thấp nhất trong các cấp học. Đồng tình với ý kiến cho rằng công việc giáo viên mầm non vất vả, chịu nhiều áp lực, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, nhiều địa phương đã huy động nguồn lực để hỗ trợ, nhưng hành lang pháp lý cho nội dung này còn thiếu, Bộ sẽ tiếp tục lưu ý. Về vấn đề độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non, Bộ trưởng cho biết Chính phủ đang điều chỉnh luật bảo hiểm xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có ý kiến góp ý và kiên trì quan điểm giáo viên mầm non cần có chế độ nghỉ hưu thuộc đối tượng lao động nặng nhọc 55 tuổi đối với nữ. Trước những băn khoăn của nhiều giáo viên về phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng sản phẩm đầu ra là học sinh học chương trình mới nhưng vẫn là lứa học sinh chưa có đầy đủ trải nghiệm của toàn bộ chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vì vậy, Bộ chủ trương điều chỉnh phương án thi để không gây ra bất ngờ, không gây sốc đối với thí sinh. Dự kiến, phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 sẽ được công bố vào quý 4 tới. Chiều nay, Bộ trưởng tiếp tục có buổi gặp gỡ cán bộ, giảng viên các trường đại học trong cả nước. Cũng sáng nay, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến các văn bản mới nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả bền vững. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Đoàn Văn Việt chủ trì hội nghị với sự tham dự của lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các bộ ngành cùng 63 tỉnh thành và các doanh nghiệp du lịch tại các điểm cầu. Tại Đồng Nai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Hùng cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương cùng tham dự. Hội nghị đã triển khai nghị quyết số 82 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả bền vững của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Nghị quyết đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế của ngành du lịch hiện nay, đồng thời đưa ra 7 nhóm giải pháp như đẩy mạnh cơ cấu ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng bền vững, tiếp tục tạo thuận lợi thu hút khách quốc tế đến Việt Nam, tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các khu du lịch quốc gia, phát triển sản phẩm và truyền thống, quảng bá, xúc tiến du lịch. Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch hành động triển khai thực hiện nghị quyết số 82 phổ biến chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến 2030, đề án một số mô hình phát triển du lịch đêm. Tại hội nghị, đại diện đầu cầu ở các tỉnh thành trong cả nước cũng đã nêu lên những thuận lợi cũng như khó khăn trong việc triển khai nghị quyết thực tế ở địa phương, những bài học kinh nghiệm để có hướng thúc đẩy du lịch phát triển bền vững. Đối với Đồng Nai thì hiện nay thì sở cũng đã đa tham mưu dự thảo của cái kế hoạch của Ủy ban nhân tỉnh thực hiện cái nghị quyết 82 của Chính phủ. Hiện nay thì đang xin ý kiến các sở ngành liên quan trước khi trình với Ủy ban tỉnh ký. Các cái quyết định, các cái đề án của bộ thì ngành cũng đã triển khai trong hệ thống toàn ngành. Cùng với đó thì tiếp tục thực hiện các giải pháp theo cái nghị quyết 04 ngày 30 tháng 12 năm 2021. Và mong rằng thì thông qua sau cái hội nghị mà cái hướng của Chính phủ qua cái nghị quyết rồi Bộ Văn hóa hôm nay tổ chức triển khai cái đấy thì từng bước chúng ta sẽ triển khai thì cái ngành du lịch của Đồng Nai sẽ kỳ vọng rằng trong một cái thời gian tới khi mà sân bay Long Thành kết nối thì sẽ có những cái bước để phát triển trong cái với lại cái khu vực miền Đông và cả nước. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Đoàn Văn Việt yêu cầu các địa phương nhanh chóng triển khai các nghị quyết chiến lược phát triển du lịch phù hợp với thực tế địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam đến 2030. Đồng thời nhấn mạnh, nghị quyết 82 là một bước quan trọng trong triển khai thực hiện nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với ngành du lịch.
Sự chủ động, hành động quyết liệt, có trách nhiệm của các bộ ngành và địa phương, cũng như sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao trong việc đồng hành cùng ngành du lịch vượt qua khó khăn của cộng đồng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và toàn thể nhân dân trong cả nước. Tin trong tỉnh Đồng Nai, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì làm việc với Ban chỉ đạo các công trình dự án trọng điểm và các tổ công tác thúc đẩy dự án của tỉnh ủy để nghe báo cáo tiến độ và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn Đồng Nai. Theo báo cáo của Ủy ban dân tỉnh, trên địa bàn Đồng Nai hiện có 20 công trình dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, chiếm hơn 50% vốn đầu tư công của tỉnh. Kết quả giải ngân đến đầu tháng 8 là 452 tỷ đồng, đạt khoảng 11% kế hoạch, thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh là 19,9% và cả nước là 30%. Quy mô lớn nhất trong những công trình dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh là dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đến nay tỉnh đã thu hồi được hơn 4.800 ha, đạt 98,2%. Về giải ngân, tỉnh Đồng Nai đã giải ngân trên 16.600 tỷ đồng, trên tổng mức đầu tư hơn 22,8 ngàn tỷ đồng của dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư sân bay. Số vốn cần tiếp tục giải ngân hơn 2.500 tỷ đồng. Tỉnh đề xuất đang chờ Quốc hội chấp thuận chủ trương điều chỉnh FS của dự án. Cái việc mà bố trí vốn cho dự án thì đây là vốn trung ương, cho nên cái việc bố trí thì trung ương đã bố trí đủ hết rồi. Tuy nhiên chúng ta không thực hiện theo kế hoạch, do đó là phải xin ý kiến Quốc hội để kéo dài cái vốn thực hiện. Hiện nay là việc điều chỉnh vốn dự án thì phải chờ cái chủ trương này. Sau khi nghe các tổ công tác báo cáo cụ thể tình hình triển khai, những khó khăn vướng mắc của năm nhóm dự án và ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công theo dõi đề xuất các giải pháp cụ thể, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng việc triển khai các công trình dự án trọng điểm được xác định là một trong bốn khâu đột phá của tỉnh nhằm hiện đại hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu tăng tốc phát triển của nền kinh tế. Kết quả triển khai các công trình dự án trọng điểm quá thấp so với yêu cầu. Đồng chí lưu ý chín nội dung, trong đó đặc biệt tập trung cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tổ chức tái định cư và các sở ủy ban dân xem xét tăng cường nhân lực cho những địa bàn nhiều dự án như Biên Hòa, Long Thành. 20 dự án rất nhiều nội dung phải giải quyết, khối lượng công việc rất nhiều, nên tôi đề nghị giờ từng cấp từng ngành là phải tăng cường cái trách nhiệm và tốc độ. Chúng ta giờ phải chạy đua với thời gian, còn 4 tháng nữa thôi. Tốc độ và trách nhiệm, những khó khăn vướng mắc không chờ giao ban, không chờ phải cuộc họp mà phải báo cáo ngay, báo cáo tức thì cho những cơ quan có trách nhiệm xử lý. Đó là cái hàng tháng tổ chỉ đạo phải họp như hôm nay này. Hàng tháng phải họp. Và một cơ chế thứ hai, hàng tuần là có báo cáo cho thường vụ, các đồng chí trong thường vụ và lãnh đạo tỉnh, ủy ban tỉnh để mà nắm tiến độ của từng dự án trong 20 dự án trọng điểm này. Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, quyền Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Võ Tấn Đức đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh bổ sung hoàn thiện báo cáo kết luận để triển khai thực hiện. Lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh đặc biệt lưu ý các tổ công tác trong việc kiểm tra, đôn đốc tiến độ, tháo gỡ khó khăn cho các dự án trực tiếp trên công trường. Giao trách nhiệm cho các cái tổ công tác là ngay trong tháng 8 phải đi các cái đơn vị địa phương, các cái chủ đầu tư để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc, đảm bảo làm sao trong những tháng còn lại thì mỗi một tháng thì phải giải ngân đạt trên 15% cái tổng vốn đã bố trí ngay từ đầu năm thì mới đạt được cái kỳ vọng là như lãnh đạo tỉnh đã hứa với chính phủ là trên 95%. Thì cái này là nhiệm vụ rất là khó, nhưng mà mọi cách, mọi biện pháp phải thực hiện cho bằng được từ đến cuối năm. Thì đề nghị là các cái tổ công tác được Ủy ban nhân tỉnh phân công thì đề nghị các đồng chí tập trung thực hiện. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra đôn đốc việc triển khai dự án trên công trường, các sở ngành tập trung thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật, làm việc nghiêm túc với tư vấn trong chuẩn bị hồ sơ dự án. Sở Nội vụ tăng cường thanh tra công vụ, xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ công chức, đặc biệt người đứng đầu đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công. Những dự án chậm trễ kéo dài sẽ bị điều chuyển vốn cho công trình khác. Những nhà thầu yếu kém không được tham gia những công trình dự án tiếp theo trên địa bàn tỉnh. Chiều nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2017-2022, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2030. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng.
Trong giai đoạn 2017-2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, vận động rà soát, phát hiện, cung cấp các thông tin về nơi chôn các liệt sĩ, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm được 10 mộ tập thể và 97 mộ lẻ, trong đó có 10 mộ có thông tin và xác định được họ tên, quê quán. Bên cạnh đó, thu thập kết nối, xử lý thông tin phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp chứng thực, đồng thời giám sát các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa phương. Trong giai đoạn 2023-2030, hai đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, vận động cung cấp, tiếp nhận thông tin về mộ liệt sĩ nằm ngoài nghĩa trang liệt sĩ, triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Sáng nay, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai, cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật quý 3 2023 với chuyên đề những nội dung chính của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai các nội dung chính của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, tình hình thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh thời gian qua và vai trò trách nhiệm của công chức viên chức trong việc tuyên truyền phổ biến luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác thực hiện dân chủ ở cơ quan đơn vị địa phương. Ngày 10 tháng 11 năm 2022, tại kỳ họp thứ tư Quốc hội thông qua luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế và khắc phục các hạn chế trong thực tiễn thi hành pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7, 2023. Lãnh đạo Sở Tư pháp đề nghị các đại biểu nắm các nội dung mà báo cáo viên truyền đạt để thực hiện tuyên truyền phổ biến cho cán bộ công chức viên chức ở cơ quan, đơn vị, nơi công tác và nhân dân trên địa bàn tỉnh các quy định pháp luật về dân chủ ở cơ sở. Chương trình tiếp tục với các thông tin kinh tế đời sống đáng chú ý khác. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 128 ngày 14 tháng 8 năm 2023 sửa đổi nghị quyết số 32 ngày 15 tháng 3 năm 2022 về việc miễn thị thực cho công dân một số nước. Theo đó, quy định về miễn thị thực cho công dân các nước Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Ý, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na Uy, Cộng hòa Phần Lan và Cộng hòa Belarus với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Như vậy, so với nghị quyết số 32, thì thời hạn tạm trú đối với công dân các nước trên sẽ được nâng từ 15 ngày lên 45 ngày. Nghị quyết số 128 có hiệu lực thi hành từ ngày hôm nay, 15 tháng 8 năm 2023. Cũng từ hôm nay, hành khách đi qua sân bay có thể làm thủ tục xuất nhập qua các cổng tự động xuất nhập cảnh ở 5 sân bay. Cổng tự động xuất nhập cảnh là dịch vụ mới do Cục Quản lý xuất nhập cảnh đồng loạt khai trương ở 5 sân bay quốc tế là Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Phú Quốc và Đà Nẵng. Đối tượng có thể sử dụng cổng tự động là người Việt Nam và người nước ngoài có thể tạm trú hoặc thường trú do cơ quan thẩm quyền cấp. Rất nhiều người dân đang thử trải nghiệm dịch vụ mới này. Nếu thao tác đúng thì chỉ mất từ 30 giây đến 1 phút, nhanh hơn nhiều so với cách truyền thống. Sân bay Tân Sơn Nhất hiện có 10 cổng tự động, 5 nhập cảnh và 5 xuất cảnh. Dù chỉ phục vụ người Việt là chính nhưng cũng có tác dụng giảm tải rất lớn, bởi trung bình mỗi ngày xuyên sân bay này đã có khoảng 10.000 người Việt Nam và thành viên các tổ bay phải làm thủ tục xuất nhập cảnh. Thưa quý vị, như đã thông tin, sau khi ACV công bố nhà thầu đủ điều kiện để dự thầu gói thầu thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành, đã có liên danh Hoa Lư, đơn vị bị loại khỏi vòng hồ sơ kỹ thuật, liên tục gửi đơn kiến nghị khẩn cấp xem xét lại năng lực của nhà thầu đối thủ. Để xử lý vụ việc, Bộ Kế hoạch Đầu tư vừa có văn bản gửi ACV đề nghị giải quyết kiến nghị của liên danh nhà thầu Hoa Lư và lưu ý không làm ảnh hưởng tới tiến độ dự án. Gói thầu 5.10 sân bay Long Thành trị giá 35.000 tỷ đồng, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách của dự án thành phần thuộc dự án sân bay Long Thành. Đây là gói thầu quan trọng và cũng là gói thầu có giá trị cao nhất. Theo luật đấu thầu, trường hợp nhà thầu không đồng ý với quyết định giải quyết kiến nghị, họ có quyền khởi kiện ra tòa để bảo vệ quyền lợi. Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng, Phụ Kết cấu Hạ tầng Giao thông và Ban Quản lý Dự án 6 khẩn trương hoàn thiện thủ tục khai thác dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn-Diễn Châu. Cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu dài 50 km, đi qua hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, tổng mức đầu tư khoảng 7.293 tỷ đồng. Được biết, hiện cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng. Các nhà thầu bố trí rất nhiều công nhân, máy móc để hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông như hộ lan, sơn kẽ, vẽ vạch đường. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, dự án phải hoàn thành trước ngày 2 tháng 9 tới đây. Sau khi hoàn thành, thời gian đi Nghệ An ra Thanh Hóa từ 3 giờ đồng hồ, còn xuống chỉ 1,5 giờ đồng hồ. Còn thời gian từ Hà Nội vào Vinh chỉ còn 3 tiếng rưỡi.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang lập tờ trình về việc tiếp tục hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 145 tỷ đồng. Trước đó vào tháng 1 2023, Tổng Liên đoàn đã ban hành nghị quyết về hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng. Trên 80.000 đoàn viên đã được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 114.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự báo 6 tháng cuối năm sẽ có nhiều người lao động tiếp tục bị mất việc và giảm giờ làm, giảm thu nhập. Do đó, Tổng Liên đoàn đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động. Thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 1 tháng 4 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 1 2024 và hoàn thành thủ tục hỗ trợ chậm nhất trong ngày 31 tháng 3 năm 2024. Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới, phấn đấu mức giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5 đến 2% một năm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm 2023 đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới trước ngày 25 tháng 8. Bên cạnh đó, báo cáo kết quả thực hiện cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm 2023 đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới gửi Ngân hàng Nhà nước trước ngày 8 tháng 1 năm 2024. Mới đây, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã vừa công khai thông tin 117 trường hợp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết tháng 7 vừa qua, tổng số tiền nợ thuế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là trên 3.000 tỷ đồng, so với thời điểm cuối 2022 tăng gần 600 tỷ đồng. Trong 7 tháng qua, ngành thuế đã thu được gần 1,4 ngàn tỷ đồng tiền nợ thuế, bao gồm cả số thu từ khoản nợ của 2022. Trên 2,3 ngàn người nộp thuế được qua nợ với số tiền trên 107 tỷ đồng. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, sự suy thoái kinh tế chung của thế giới khiến cho các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn vì thiếu hụt đơn hàng, chuỗi cung cầu bị đứt gãy, ngành thuế phải thực hiện các nhiệm vụ giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định. Trước những khó khăn trên, việc thu hồi và cưỡng chế nợ thuế do đó được thực hiện tùy theo từng đối tượng, hoàn cảnh. Liên quan đến nông nghiệp, thưa quý vị, trong những năm qua do biến động thị trường, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu nên các mô hình nuôi những vật nuôi đặc sản giảm dần bởi đặc sản giá cao không dễ bán. Nhưng có nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn kiên trì với vật nuôi đặc sản và điều chỉnh về quy mô, đồng thời đa dạng sản phẩm theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn vẫn làm giàu được trong khó khăn. Ghi nhận tại mô hình chăn nuôi đặc sản vườn ao chuồng khép kín của hộ ông Nguyễn Quốc Nghị, xã La Ngà, huyện Định Quán. Đây là chuồng nuôi rắn ráo trâu của ông Nghị với khoảng 7.000 con, mỗi năm thu được hàng ngàn quả trứng. Mỗi trứng bán được 80.000 đồng, còn rắn thương phẩm bán tại trại với giá khoảng 430.000 đồng 1kg. Ông Nghị đã duy trì với vật nuôi này đã hơn 12 năm. Có những năm Trung Quốc không mua giá giảm sâu, nhiều người bỏ nuôi nhưng ông vẫn kiên trì. Còn đây là khu vực nuôi chồn hương. Theo ông Nghị, mặc dù chồn nuôi vốn lớn nhưng hiệu quả rất cao, giá bán thương phẩm tại trại trên 5 triệu cho 1kg. Một cặp chuồn nuôi một năm có thể lời được trên 30 triệu đồng. Và cái thị trường bây giờ nói chung trong nước á, thì cũng ít người nuôi. Đó. Mà cái hàng này thì nó đi Trung Quốc được, thành thử giá nó cao. Đó là cái con rắn và con chuồn. Con chuồn thì tiêu thụ trong nước, con chuồn hương á, mà giá cả thì nó cao. Đó. Tức là đầu vào của nó ăn thì ít, nó ăn rất ít. Đó. Mà nó đẻ thì bán giống nó cũng cao mà giá thịt thị trường cũng cao. Ngoài ra ông Nghị còn nuôi thêm ba ba, cá sấu là dòng sản phẩm giá cao, kén khách hàng. Nhưng ông vẫn quyết tâm gắn bó đến nay gần 20 năm. Theo ông Nghị, việc chọn nuôi nhiều con đặc sản có chung đặc điểm là ít công chăm sóc, giá bán lại cao vì khó nuôi đại trà. Ông kiên trì giữ nghề ngay cả những năm loại đặc sản rơi vào cảnh rớt giá. Mình nuôi cái này thì phải đòi hỏi cái đầu óc của mình. Và cái kỹ thuật của mình và cái gan của mình dám làm nữa. Cái thứ nhất là mình tìm hiểu cái một phần trên mạng. Nhưng mà trên mạng thì nhiều cái nó ảo lắm. Nhưng mà khi mình đã kết được cái mô hình đó thì mình phải bỏ công, bỏ thời gian để mình đi tìm hiểu, học hỏi. Đó. Rồi bắt đầu mình mới bước vào con đường đó được. Đấy. Chứ cũng không khơi khơi bước vào là chết liền.
Theo ông Nghị, yếu tố quyết định thành bại là ở kinh nghiệm, tay nghề người nuôi để biết cách nuôi cho con vật nhanh lớn, biết xử lý khi vật nuôi bị dịch bệnh. Đặc biệt, mô hình chăn nuôi của ông thực hiện khép kín, vườn, ao, chuồng, nên không chỉ giúp ông giảm chi phí mà còn hạn chế rủi ro về đầu ra khi vật nuôi này rớt giá thì lợi nhuận từ vật nuôi khác bù vào. Phước Nghị là một trong những nông dân sản xuất gạo của địa phương. Từ cái mô hình quản thì cũng mong nông dân có học hỏi các kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình vườn ao chuồng như ảnh để tận dụng những cái chất thải trong chăn nuôi và nuôi cá. Ngoài đa dạng đặc sản nuôi, ông Nghị còn lập kênh YouTube để giới thiệu trại nuôi đặc sản của mình. Hiện khách mối là các quán ăn, nhà hàng đặt mua lẻ trực tiếp khoảng 30% sản lượng nuôi, số lượng còn lại bán cho thương lái, nên ông cũng chủ động hơn về đầu ra, sản phẩm cũng bán được với giá tốt hơn. Trở lại với lĩnh vực giáo dục, trước tình trạng thiếu giáo viên ở các bậc học mầm non và phổ thông, Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai đã kiến nghị Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Nội vụ xem xét không tinh giản biên chế đối với ngành giáo dục Đồng Nai để đảm bảo đủ giáo viên các cấp học, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trước đó, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương thực hiện giảm tối thiểu 10% số biên chế, sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2026 so với năm 2021 và xây dựng kế hoạch sử dụng biên chế từng năm cho giai đoạn 2023-2026. Điều này khiến Đồng Nai gặp nhiều khó khăn trong công tác dạy và học. Theo tính toán, để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018, khi phủ toàn diện ở các khối lớp từ 1 đến 12, Đồng Nai cần thêm khoảng 1.650 biên chế. Thực tế, nhiều trường trên địa bàn tỉnh vẫn còn đang thiếu giáo viên, nhất là ở các môn học như âm nhạc, mỹ thuật, tin học. Thưa quý khán giả, phát triển đảng trong đối tượng học sinh là nhiệm vụ nhiều năm qua được các cấp bộ đoàn Đồng Nai quan tâm. Theo đó, hàng năm, tỉnh đoàn, đoàn cơ sở các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm phát hiện các nhân tố ưu tú, từ đó ươm mầm thêm những hạt giống đỏ cho đảng, ghi nhận của phóng viên thời sự. Thưa quý khán giả, hành trình hạt giống đỏ là một trong những hoạt động thường niên của tỉnh đoàn. Hành trình năm nay thu hút khoảng 120 bạn là đoàn viên tiêu biểu, là lực lượng trung kiên tại các trường trung học phổ thông tham gia. Thông qua hành trình đến các địa chỉ đỏ sẽ góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng cho các bạn. Và từ đây thì các bạn sẽ có những cái nỗ lực phấn đấu hơn để trở thành những đảng viên trẻ trong tương lai. Năm 2023 là năm thứ tư tỉnh đoàn Đồng Nai tổ chức hành trình hạt giống đỏ. Hành trình năm nay có phần đặc biệt hơn bởi đúng vào dịp kỷ niệm 325 năm hình thành vùng đất Biên Hòa, Đồng Nai. Theo đó, đoàn viên ưu tú, lực lượng trung kiên đã được đến thăm, tìm hiểu các địa danh, địa chỉ đỏ tại huyện Vĩnh Cửu, thành phố Biên Hòa, những nơi mang đậm dấu ấn, hình thành và phát triển của vùng đất này như chi bộ Đảng Cộng sản Bình Phước, Tân Triều, Văn Miếu Trấn Biên, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, v.v. Chúng tôi hung đúc thêm cái tinh thần lòng nhiệt huyết, tình yêu quê hương đất nước cũng như là một cái động cơ đúng đắn khi các bạn đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, là một cái tiền đề để cho các bạn qua đó các bạn thêm tin, thêm yêu về vào chế độ, vào tổ chức đảng của mình và để nâng cao cái chất lượng đảng viên trẻ khi mà các bạn được kết nạp vào tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Đoàn là đội dự bị tin cậy của đảng. Việc phát triển đội ngũ kế cận là vô cùng quan trọng. Do đó, những năm qua, tỉnh đoàn Đồng Nai đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp và tăng cường giáo dục thanh thiếu nhi, vững tin đi theo lý tưởng cách mạng của đảng. Đồng thời tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, kết nạp và triển khai nhiều hoạt động phát huy tính chủ động cho công tác xây dựng và bảo vệ đảng. Từ các hoạt động, nhiều đoàn viên ưu tú, tiêu biểu đã và đang nỗ lực phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của đảng. Từ đời ông cố của em là đã ở trong đảng rồi nên là từ những người lớn đó em muốn coi họ là tấm gương để em phấn đấu sau này em vô đảng. Những cái hoạt động như này sẽ giúp cho em có thêm nhiều động lực. Em biết là để được vô hàng ngũ của đảng là một những người phải xuất sắc và rất là nhiều công hiến. Nên là em đã biết ngay từ đầu nên là em luôn cố gắng trong việc học tập, tham gia nhiều phong trào của bên trường, bên lớp cũng như là giúp đỡ mọi người và cố gắng hết mức để đạt được thành quả như ngày hôm nay. Và em tự khắc cho bản thân mình là mình sẽ không được phải sai lầm gì khi mà đã ở trong hàng ngũ của đảng. Cần phải nghiêm túc với những hành động của mình làm và phải biết thận trọng những lời ăn tiếng nói của mình hơn. Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã giới thiệu được hơn 25.400 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Trong đó đã có gần 12.500 đoàn viên ưu tú vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đảng.